cùng với sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng tại Việt Nam, mật gấu đã trở nên thông dụng hơn dưới dạng thuốc y học cổ truyền. Để phục vụ nhu cầu của người sử dụng, nhiều cá thể gấu ngoài tự nhiên đã bị bắt nhốt trong những chuồng và thường xuyên bị trích hút mật. Đến nay thì sau nhiều năm đấu tranh, tình trạng nuôi nhốt gấu đã giảm đáng kể. Nhận thức của các chủ kinh doanh mặt hàng gấu cũng đã có nhiều thay đổi. Đây là 6 cá thể gấu ngựa vừa được cứu hộ thành công tại Bình Dương về trung tâm cứu hộ gấu ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Phần lớn gấu được cứu hộ về đây đều ở trong tình trạng sức khỏe tồi tệ do bị nuôi nhốt và trích hút mật lâu ngày. Thông thường thì vấn đề mà chúng tôi gặp phải là răng của chúng bị vỡ vì không được cho ăn uống đầy đủ, dẫn đến thiếu thức ăn, thiếu chất khiến răng của gấu bị vỡ. Vì thế, việc đầu tiên là chúng tôi phải nhổ hết những chiếc răng vỡ đó để giúp chúng bớt đau đớn và mạnh khỏe hơn. Bên cạnh đó, tất cả chúng đều có vấn đề về túi mật do bị trích hút mật nhiều lần, phải mất khoảng từ 3 đến 6 tháng để các vết thương trên cơ thể được phục hồi hoàn toàn. Tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, có 176 cá thể gấu đang được chăm sóc. Toàn bộ đều được giải cứu từ những cơ sở nuôi nhốt gấu lấy mật. Tại đây, các cá thể gấu được nuôi theo mô hình bán hoang dã. Mỗi khu rộng khoảng 3.000 m2, có sức chứa tối đa là 20 cá thể. Nuôi nhốt trong cuỗi chật hẹp, thường xuyên bị rút mật, vô cùng đau đớn. Đây là tình trạng thương tâm của những cá thể gấu trong các cơ sở nuôi nhốt gấu lấy mật. Mặc dù việc săn bắt gấu và rút mật là trái phép, nhưng thực tế cả nước vẫn có tới 1.000 cá thể bị nuôi nhốt. Tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, có 176 cá thể gấu đang được chăm sóc. Toàn bộ đều được giải cứu từ những cơ sở nuôi nhốt gấu lấy mật. Tại đây, các cá thể gấu được nuôi theo mô hình bán hoang dã. Mỗi khu rộng khoảng 3.000 m2, có sức chứa tối đa là 20 cá thể. Tôi thấy đây là một cái sự đáng mừng ạ. Vì sau khi được tuyên truyền rất rộng rãi của các anh chị của Kiểm Lâm cũng như các cơ quan chức năng cùng với Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam nữa, thì chúng thấy là một số chủ gấu bắt đầu có những nhận thức là người ta sẵn sàng bàn giao lại gấu cho nhà nước. Vì gấu, tất cả các thể gấu hiện nay nuôi trên địa bàn Việt Nam hầu hết là các thể gấu bị săn bắt ngoài tự nhiên mà người ta đã vi phạm ngay ban đầu khi người ta vào rừng người ta săn bắt hoặc là mua bán gấu trái phép. Sau hơn 10 năm nỗ lực, các cơ quan kiểm lâm và các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã đạt nhiều thành quả trong việc giảm số lượng gấu nuôi nhốt trái phép tại Việt Nam. Số lượng gấu nuôi nhốt giảm từ 4.300 cá thể vào năm 2005 xuống còn khoảng 1.200 vào năm 2016. Tình trạng tiêu thụ mật gấu cũng đã giảm mạnh, khoảng 61% so với thời điểm năm 2010. Các chủ nuôi nhốt gấu cũng dần đã có những chuyển biến về mặt nhận thức khi chủ động giao lại gấu cho nhà nước. Trong năm nay thì chúng ta có hơn 800 người tham gia giải chạy, và đặc biệt hơn nữa đó là cái số lượng người Việt Nam tham gia giải chạy này ngày một lớn. Nó cũng thể hiện cái sự quan tâm của cộng đồng đối với các cái vấn đề bảo vệ động vật hoang dã. Tôi hy vọng rằng thông qua các cái phương tiện truyền thông đại chúng hay là chính cái sự tham gia của báo đài này thì sẽ giúp lan tỏa cái thông điệp này ngày một lớn hơn. Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng cuộc đấu tranh bảo vệ động vật hoang dã vẫn còn nhiều vướng mắc do hành lang pháp lý chưa đầy đủ. Theo các chuyên gia, cần đóng cửa vĩnh viễn các trang trại nuôi nhốt gấu ở Việt Nam, đem lại cơ hội sống sót cho các cá thể gấu còn lại trong tự nhiên, mà không phải đối mặt với các nguy cơ bị săn bắt, giết hại, phục vụ nhu cầu tiêu thụ mật gấu.